Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một cái cây đàn guitar điện mới ra của Amigo Guitar Shop. Và cây này nó có chứa được rất là nhiều cái tính năng hay. Nói chung là so với các cây đàn trước đây thì đây là cái phiên bản mà tốt nhất cho đến tận bây giờ, được mình đầu tư khá là kỹ về chất lượng cũng như là cái kiểu dáng ha. Thì chúng ta sẽ lướt qua xem em nói như thế nào nhé. Đây, đây là cây đàn 24 phím ha. Được body rất là hiện đại. Các bạn sẽ nhìn cái dáng body của nó theo cái kiểu của các cây như là Strator, có cái Ibanez chẳng hạn, ví dụ như vậy. Các bạn thấy inlay ở trên đây thì cũng cách tăng ha. Nói chung là các bạn sẽ chưa thấy cái kiểu inlay này đâu, cũng đã nghiên cứu rất kỹ cái này ha. Cái đầu đàn đây, cái đầu đàn của nó thì cái hình chim hạc, các bạn thấy là giống như cái đầu của chim hạc, cũng rất là để mang một cái đặc trưng Việt Nam mình. Cần nhúng hiệu Wilkinson, đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Cần nhúng một tí mình sẽ test cho bạn xem. Về cái khóa đàn thì mình sử dụng là cái khóa Grover, cũng là một cái thương hiệu có tiếng trên thế giới ha, Grover. Hai pickup humbucker của Destiny ha, cũng được phát triển rất là tốt. Ở đây chúng ta có một cái volume, một cái tone, và ở đây chúng ta có bật ba chế độ ha. Bạn gạt xuống dưới này thì nó là bridge pickup ha, chính giữa thì hai cái, và cái trên này là connect. Thì cái lỗ boy on này thì nó giúp cho các bạn solo tới suốt cần đàn rất là đẹp ha. Cái mặt cái cần á thì là gỗ maple ha. Còn cái fretboard là ebony, một cái tiêu chuẩn rất là cao ha. Cái cây này hiện tại mình đang bán nó chưa tới 7 triệu nha các bạn. Chưa tới 7 triệu. Rất bất ngờ đúng không? Với cái chất lượng như thế này thì mình lấy được từ xưởng trên Vina thì cái giá nó rất là tốt. Chưa tới 7 triệu nha các bạn. Tặng kèm bao da, dây đeo, dây dắt và hai cái pick giọt nước nữa nha. Mẫu đàn này có bốn màu khác nhau, các bạn có thể xem ở trên cái video mình có đưa các bạn, nhưng mà các bạn nên bấm vào cái link ở cái phần mô tả video này hoặc là trong cái comment đầu tiên thì nó có cái link trực tiếp đến cái sản phẩm này, có hình ảnh đầy đủ cho các bạn xem của cả bốn màu rất là đẹp, trong đó có cái màu rất là hiện đại nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua test âm thanh để các bạn có thể đánh giá được cái sản phẩm như thế nào nhé.
Cái phần âm thanh đó các bạn có thể một phần nào đánh giá về chất lượng của cái đàn này nhé. Thì nó rất là đa năng, các bạn thấy có thể sử dụng để đánh được rất nhiều cái thể loại các bạn yêu thích. Do đó hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop nếu các bạn có nhu cầu mua một cái cây đàn chất lượng quốc tế nhưng mà được sản xuất tại Việt Nam của chúng ta. Và xin chào, hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.